Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gây cấn thú vị của chuyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Âu Dương Hoàng, 3 tuổi tập võ, 8 tuổi võ tôn, 10 tuổi võ thánh, 12 tuổi võ thần, bây giờ đã là võ thần nhất trọng đệ cửu cảnh cường giả, từng chém giết qua trường sinh ngũ cảnh cường giả mọi người đối âu dương hoàng sự tích thuộc như lòng bàn tay một một đường tới nghe nói âu dương hoàng còn bắt lại dị tộc công chúa phương tâm đây cũng là cho chúng ta nhân tộc trưởng mặt sự tình có người nâng lên một cái ít có người biết bí mật trong đám người nghị luận càng thêm nhiệt liệt ha ha diệp minh dừng ở đây rồi hắn không có khả năng chiến thắng âu dương hoàng ngươi vì cái gì khẳng định như vậy có từ bên ngoài đến người hỏi hư người kia nghiêng qua đối phương liếc mắt Lão hổ có thể đánh bại con thỏ là sự thật, ngươi làm sao không hỏi ta vì cái gì khẳng định như vậy? Đối phương là kẻ ngoại lai, không dám trả lời, chẳng qua là cúi đầu xuống tự lẩm bẩm, ai nói Diệp Minh nhất định chính là con thỏ, nói không chừng là sư tử đâu. Nhưng vào lúc này, Diệp Minh đột nhiên nói, Âu Dương Hoàng, nếu như ngươi thua, võ thần điện chỉ sợ muốn phá sản. Âu Dương Hoàng dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá Diệp Minh, nói, ta sẽ thua. Ngươi này chỉ là hạt gạo cũng muốn cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng sao. Diệp Minh nhếch miệng cười một tiếng, nói, vậy nhưng chưa hẳn, vì nay 73 vạn ức vĩnh hằng tệ, ta nhất định sẽ đánh bại người. Tỷ thí bắt đầu. Chu Vương hưng phấn mà tuyên bố, sau đó tốc độ cao lui ra. Đài bên trên chỉ còn lại có Diệp Minh cùng Âu Dương Hoàng, người sau cười lớn một tiếng, một quyền đánh về phía Diệp Minh. Thực lực của hắn tuyệt đối tại trần xa phía trên, mà lại mạnh không phải một chút điểm, mà là chất siêu việt. Một quyền này của hắn đánh tới, Diệp Minh lại có loại không thể nào né tránh cảm giác, chỉ có thể đón đỡ. Oanh. Ai ngờ, hắn vừa muốn đón đỡ, cánh tay của đối phương liền theo không thể nào góc độ, đánh trúng lồng ngực của hắn. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu, người nặng nề mà ngã sấp xuống trên đài. Âu Dương Hoàng trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm, hắn ngạo nghễ nói, ngươi bây giờ còn có chiến thắng lòng tin của ta sao? Diệp Minh gương mặt khiếp sợ, kêu lên, không có khả năng ta là theo tạo hóa chi địa đi ra anh hùng, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Tạo hóa chi địa. Cái rắm. Ngươi không chết là bởi vì ngươi vận khí tốt. Bất quá, gặp ta, vận may của ngươi chấm dứt. Âu Dương Hoàng cười lớn, một cước đá ra, đầy trời thối ảnh đem Diệp Minh hai lần đánh bay. Mọi người đều nghe được xương vỡ vụn thanh âm, Diệp Minh xương sườn ít nhất chặt đứt ba cây. Hắn lại bắn ra một ngụm máu, máu bên trong xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, đã bị trọng thương. Dưới đài đầu tiên là lặng ngắt như tờ, bởi vì mọi người bị Âu Dương Hoàng thủ đoạn khiếp sợ. Có thể sau một khắc, liền là như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ. Tốt, đánh chết hắn. Âu Dương Hoàng không hổ là Âu Dương Hoàng, lợi hại. Âu Dương Hoàng càng ngày càng đắc ý, hắn chậm rãi đi đến Diệp Minh trước mặt, nhấc chân đạp tại bộ ngực hắn bên trên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, "Diệp Minh, ngươi này một đường đi tới, liên tiếp bại ta võ thần điện 52 người." thật vô cùng hung hăng càn quấy a. À. Hiện tại, ngươi bị ta đạp tại dưới chân, có lời gì nói? Giết hắn. Dưới đài tiếng hô lôi động. Âu Dương Hoàng lại không vội, trên mặt lộ ra mèo trò vui chuột biểu lộ. Diệp Minh thất khổng bên trong đều hướng trào ra ngoài lấy máu, biểu lộ thống khổ, nói, Âu Dương Hoàng, ngươi không nên chiến thắng ta, bởi vì ta có thể cảm giác được, ngươi không phải là đối thủ của ta. Âu Dương Hoàng vẻ mặt phát lạnh, bí mật truyền âm nói, ngớ ngẩn cái kia ta cho ngươi biết tốt lão tổ mười phần tán thưởng ta đối ta vận dụng một câu thành sấm vô thượng đạo pháp ha ha như thế nào ngươi có phải hay không hết sức tuyệt vọng diệp minh cả giận nói vô sỉ các ngươi đây là gian lận âu dương hoàng nở nụ cười gian lận nhưng mà kết quả bày ở trước mắt đó chính là ngươi thua không chỉ muốn mất đi tính mạng còn muốn ném mất 369,000 ức vĩnh hằng tệ. Như ta đoán không sai, số tiền này đều là ngươi mượn tới a à? ai thật sự là đáng tiếc a à? ngươi chủ nợ chỉ sợ không có xử lý đòi lại đế hùng cùng chu vương đám người rồi dập lộ ra nét mừng đế hùng cao giọng nói âu dương hoàng mau mau kết không có nhất định lãng phí thời gian âu dương hoàng ngẩng đầu nhìn đế hùng liếc mắt cười nói điện chủ yên tâm hắn đã là người chết Chữ nhân còn chưa mở miệng hấp hối Bản thân bị Trọng Thương Diệp Minh đột nhiên hai tay ôm lấy Âu Dương Hoàng đạp ở bộ ngực hắn đùi phải, sau đó toàn lực xoắn một phát. Răng rắc. Âu Dương Hoàng rắn như sắt đá chân, bị một thoáng bẻ gãy, liền gân cốt mang ra thịt, bị xoắn đến máu thịt bé bé. Không đợi tiếng kêu thảm thiết của hắn kết thúc, một đạo rực rỡ giết sạch, phảng phất vĩnh hằng, theo mặt đất bùng nổ. Ánh sáng bên trong, một tôn sát thần như ẩn như hiện, một tiếng hét thảm hơi ngừng. Đế Hùng chờ người thất kinh, sợ hãi mà lên gắt gao nhìn chầm chầm lôi đài. Ánh sáng tán đi, Âu Dương Hoàng thi thể ngã trên mặt đất. Lông ngực của hắn cùng đầu, phân biệt có một lỗ máu to bằng nắm tay, thần hình tính cả thân thể bị Diệp Minh nhất kích hủy diệt. Một kích kia, Diệp Minh vận dụng cường đại nhất nhất kích, vĩnh hằng nhất kích. Không có khả năng. Hắn rõ ràng. Chu Vương mặt xám như cho, nhưng nói được nửa câu hắn liền hiểu. Diệp Minh ngay từ đầu là đang diễn trò, hắn căn bản cũng không có nhận lạnh tổ một câu thành sấm ảnh hưởng trên thực tế diệp minh vừa lên đài cũng cảm giác được từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng đang áp chế hắn bất quá khi trong cơ thể hắn hạo đãng vĩnh hằng lực lượng hơi lưu chuyển một chút cái kia sức áp chế liền biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn biết đối phương xác thực mượn hàng cửu âm lực lượng hắn thế là tương kế tự kế vừa lên tới liền bị âu dương hoàng đả thương từ đó làm cho đối phương khinh thị với hắn cuối cùng làm âu dương hoàng dương dương đắc ý đáp lại đế hùng lúc hắn nổ lên nhất kích nhất cử đánh chết dù cho hai người thực lực không kém nhiều dạo này tính toán cũng là thắng dễ dàng chớ đừng nói chi là âu dương hoàng thực lực căn bản không kịp hắn đế hùng trên mặt khói đen chật lóe lên người hắn đột nhiên lách mình đến công chứng viên trước mặt thản nhiên nói lấy ra diệp minh lấy làm kinh hãi cả giận nói đế hùng ngươi muốn nuốt lời sao đế hùng không nói chuyện trực tiếp liền từ giữa năm trong tay người lấy hai chiếc nhẫn có thể nhưng vào lúc này người trung niên quanh thân đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng cả kinh đế hùng liên tiếp lui về phía sau lớn tiếng nói ngươi là ai người trung niên nhếch miệng cười một tiếng nụ cười không nữa sợ hãi rụt rè mà là hào khí trùng thiên lớn tiếng nói ta chính là hà bắc đời tướng tông lời vừa nói ra đa số người vẻ mặt bao la mờ mịt hà bắc là địa phương nào đời tướng tông là ai nhưng mà lại có số rất ít người tỉ như tô đeo kiếm đế hùng đám người vẻ mặt đại biến hà bắc đời tướng tông chẳng lẽ đối phương là cái chỗ kia tới người đế hùng vẻ mặt liên tục biến ảo lạnh giọng nói bằng hữu đã là theo cái chỗ kia tới vì sao muốn xen vào việc của người khác các ngươi không phải một mực không đếm xỉa đến sao đời tướng tông ha ha cười một tiếng việc này cùng ta có liên quan ngươi là người công chứng ngươi chẳng lẽ quên đi nói xong hắn liền đem hai cái chữ vật chiếc nhẫn giao cho diệp minh trong tay diệp minh vừa mừng vừa sợ hắn không ngờ tới đế hùng sẽ không biết xấu hổ như vậy ra tay cướp đoạt càng không có nghĩ tới trung niên nhân này lại có thể là tuyệt đỉnh cao thủ, liền đế hùng đều muốn kiêng kỵ. Đa tạ tiền bối, Diệp Minh biểu đạt cảm tạ, làm một lễ thật sâu. Đời tướng Tông cười nói, tiểu tử ngươi thật sự có tài, vừa rồi cơ hồ đem ta đều lừa, cái này đảo ngược có ý tứ. Diệp Minh cười nói, nếu không phải tiền bối ra tay, ta lúc này sẽ thua lỗ lớn. Vạn không nghĩ tới, võ thần điện người không biết xấu hổ như vậy. Võ thần điện người nghe xong, trên mặt nóng rát. Có thể là không có cách, đế hùng cường đại tới đâu, tại 73 vạn ức trước mặt đều không đứng lên nổi tới. Chỉ cần có thể cầm lại tiền, dù cho lại không biết xấu hổ sự tình cũng có thể làm. Đời tướng Tông nói, hôm qua ngươi đại yến khách hứa, ta có thể là tại bên ngoài thấy thèm ba ngày. Diệp Minh cười nói, là vãn bối thất lễ, cái này mời xin tiền bối đến hàn xá. Đời tướng Tông cười ha ha, hỏi, thế nào, ngươi không tiếp tục khiêu chiến. Diệp Minh khinh miệt nhìn lướt qua như cha mẹ chết đế hùng đám người nói bọn hắn đã không có tiền khiêu chiến đi không có ý nghĩa hay là đi thôi cứ như vậy Diệp Minh một nghe lời người ngây ngang rời đi hiện trường chết một dạng an tĩnh thẳng đến lúc này mọi người đều không lấy lại tinh thần Âu Dương Hoàng dạng này thiên tài thế mà bị giết võ thần địa thế mà Thủy Trung không thể lật về một ván thua mất một trăm bảy vạn bảy ngàn ức vĩnh hàng tệ Diệp Minh đại thắng mà quay về tự nhiên là đại yến khách hứa lần này chủ khách chính là cái kia đới tướng tông làm bày tỏ cảm tạ diệp minh tự mình hướng truyền kỳ học phủ chạy một chuyến bỏ ra nhiều tiền thỉnh lão hoàng làm cả bàn món ăn chuyên môn dùng cho cảm tạ đới tướng tông đới tướng tông làm sao nếm qua lão hoàng làm mỹ vị kém chút nắm đầu lưỡi đều cắn đi nói liên tục lúc này tới đúng rồi trên một cái bàn ngồi đều là diệp minh người thân cận nhất tỷ như vân phong trương hoành kim huyền bạch đám người mọi người đều nhìn chăm chú lấy đới tướng tông sau khi cơm nước no nê, đối tướng Tông tựa hồ mới có nói chuyện y tứ, cười nói, đa tạ đa tạ, ta đã mấy vạn năm không ăn no như vậy rồi. Kim huyền bạch hướng Diệp Minh đưa cái ánh mắt, Diệp Minh nói, tiền bối, trước đó nghe ngài nói là Hà Bắc người. Hà Bắc là địa phương nào? Đối tướng Tông ha ha cười một tiếng, nói, liền biết người sẽ hỏi. Được a, à, nói cho các người biết cũng không sao, ta đến từ quên đại lục. Quên đại lục? Diệp Minh chưa từng nghe nói qua nói, quên đại lục ở đâu? Cũng là một cái đại thế giới sao? Đời tướng Tông thản nhiên nói, từ xưa đến nay, có hứa nhiều nhân loại mạnh mẽ văn minh tiêu vong, đều là bị thần tộc diệt đi. Bất quá, tại trong dòng chảy lịch sử, luôn có số ít vận khí tốt người trốn qua nhất kiếp. Bọn hắn gánh vác lấy văn minh hỏa chủng, kéo dài hơi tàn lấy, tiếp tục mạng sống. Sau này, những người này liền tụ ở cùng nhau, chiếm cứ một cái thần bí, liền thần tộc đều không thể phát hiện không gian, ở nơi đó phồn diễn sinh sống, chậm rãi lớn mạnh. Ngay cả ta cũng nói không rõ đời thứ nhất người cách này nhiều ít vạn năm. Người ngoài cực ít biết sự hiện hữu của chúng ta, cho nên chúng ta xưng là quên đại lục. Nghe đến đó, Diệp Minh không hiểu hỏi nếu như là muốn giữ lại văn minh hỏa chủng, tiền bối sao dám ở đây bại lộ thân phận. Đời tướng Tông thản nhiên nói, chúng ta phát triển vô số cái tuế nguyệt, càng về sau liền càng nhận thức đến, đơn dựa vào chúng ta là không làm được bất thế công lao sự nghiệp mong muốn đạt thành lý tưởng của chúng ta, liền nhất định phải nhiều người bên ngoài biết chúng ta. Cho nên theo mấy vạn năm trước bắt đầu, chúng ta quên đại lục người liền lần lượt đi tới, nhưng thế nhân biết sự hiện hữu của chúng ta. Diệp Minh gật đầu, chắc hẳn mỗi một cái ra tới người, đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Đời tướng Tông nói, quên đại lục chưa bao giờ sinh ra qua chủ thần. Bất quá sinh ra số lớn tu vi đan sen chủ thần cùng trường sinh đại năng ở giữa nhân vật, những cái kia ra tới người cơ hồ đều như thế. Diệp Minh biết, theo trường sinh cảnh đến chủ thần, danh xưng có ba tiểu cảnh giới, chín bước nhỏ, mỗi cảnh ba bước. Bình thường đi ở trên con đường này người, bình thường xưng là trí tôn, đi ra một bước chính là một bước trí tôn. Đi ra hai bước liền là hai bước trí tôn, cao nhất là chín bước trí tôn, khoảng cách chủ thần chỉ có kém một tầng giấy cửa sổ. Bất quá, cho dù là chín bước trí tôn, cũng chưa chắc thật có thể đặt chân vĩnh hàng cảnh. Bởi vì cửa ải cuối cùng quá khó khăn, cũng quá nguy hiểm, 99% người không dám hoặc không thể xông quan. Đời tướng Tông tại giới thiệu quên đại lục về sau, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Diệp Minh, ngươi lần này khiêu chiến võ thần điện, ta nhìn từ đầu tới đuôi, biết rõ ngươi võ đạo không thể coi thường. Cho nên ta thành khẩn mời ngươi, đi tới quên đại lục tu hành, nắm thiên đạo môn bố trí ở nơi đó. Diệp Minh sững sờ, nói, mời ta, có thể tu vi của ta cũng không cao. Đời tướng Tông khoát khoát tay, nay cùng tu vi không quan hệ, mà là tiềm lực, ta vô cùng coi trọng ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý đi tới quên đại lục, chúng ta sẽ đem chỗ tốt nhất cho ngươi dùng. Chủ yếu nhất là, quên đại lục có rất cường đại văn minh hạt giống, chuyện đó đối với ngươi võ đạo hội có trợ giúp rất lớn. Diệp Minh suy nghĩ một chút, nói, đa tạ mời, chờ thời cơ chín mùi, ta nhất định sẽ đi quên đại lục, đến lúc đó còn mời tiền bối chiếu cố nhiều. Đời tướng Tông Ha Ha cười một tiếng, vậy liền một lời đã định. Bất quá những ngày tiếp theo, ngươi cũng phải cẩn thận, ta xem cái kia đế hùng đã đỏ mắt. Diệp Minh thản nhiên nói, hắn dám trở mặt, ta liền dám nắm võ thần điện đánh xuống. Đây không phải hắn khoác lác, một khi chiến tranh tri chi thành triệt để trang bị thành công, bất tử thần thụ thủ vệ toàn bộ chế tạo hoàn tất, hắn vài phút có thể diệt đi võ thần điện. Ở một ngày, đời tướng Tông liền rời đi. Đa số các bằng hữu cũng lần lượt cáo tử, Diệp Minh xuất ra 40 vạn ức giao cho Chu Vô Cương, nhưng hắn thay thu mua sinh mệnh nguyên dịch. Chu Vô Cương hết sức cao hứng, hắn là mang theo liễu phiêu phiêu cùng nhau rời đi nguyên khí văn minh bên kia đan dược sinh ý để cho nàng phụ trách cùng chu vô cương trao đổi đương nhiên cũng có một số nhỏ người lưu lại tỷ như kim huyền bạch triệu tín vân phong cùng với gia nhập thiên đạo môn địa tàng bọn bốn người ngoài ra chu hạo cùng hương đến mã hiến siêu cùng hà tĩnh thậm chí trần hưng bao bất phàm dương đăng phong phó bưu thôi kim cương trịnh nhất bình mã thái chờ một nhóm người cũng bị hắn lần lượt đưa tới những người này năm đó đều đi theo qua hắn quản lý trả tiền thôn trang sinh ý là bằng hữu đáng tin cậy cùng đồng bạn trước đó bọn hắn kỳ thật một mực tại tiền trang bên trong làm việc chẳng qua là từng theo qua diệp minh nguyên nhân cho nên cũng thất bại bây giờ một lần nữa đến diệp minh bên người tự nhiên từng cái vui vẻ vô cùng diệp minh sau đó phải làm sự tình rất nhiều bên người gấp thiếu nhân thủ những người này chính là hắn thành viên tổ chức bọn hắn có phụ trách một cái đại thế giới có phụ trách một cái văn minh đều có chức vụ. Bất quá bởi vì cảnh giới cũng không cao, Diệp Minh cho mỗi người đều trang bị 20 tên trường sinh cửu cảnh khôi lỗi cùng 500 tên trường sinh bát cảnh khôi lỗi cung cấp bọn hắn phân công. Ba ngày sau đó, mọi người cấp về các nơi, chỉ có Vân Phong cùng Kim Huyền Bạch vẫn còn ở đó. Dĩ nhiên, còn có một cái quấn lấy Kim Huyền Bạch lãnh nguyệt hầu. Ta cùng ngươi đi nho đạo văn minh Kim Huyền Bạch nói. Ta cũng đi. Lãnh Nguyệt Hầu lập tức nói. Cùng ngươi có quan hệ sao? Kim Huyền Bạch chừng nàng liếc mắt. Lãnh Nguyệt Hầu lập tức thẹn thùng vô cùng, cúi đầu xuống, không dám cãi lại. Diệp Minh ho một tiếng, nói, nhưng phong đệ theo ta đi là được, đại sư huynh ngươi cùng tẩu tử tại đây bên trong chơi nhiều mấy ngày đi. Lãnh Nguyệt Hầu cảm kích nhìn Diệp Minh liếc mắt, mà Kim Huyền Bạch kêu lên, sư đệ ngươi loạn nói cái gì, nàng cũng không phải tẩu tử ngươi. Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, hôm nay không phải, ngày mai là, sớm muộn đều một dạng. Kim Huyền Bạch cười khổ, lại cũng không nói cái gì, nói, ta vẫn là đi chung với ngươi đi, ta có vị trí giao là bất nhị trong thư viện lão sư. Diệp Minh sớm đã không kịp chờ đợi, tại hơi làm chuẩn bị về sau, ba người liền đi tới nho đạo văn minh. Nho đạo văn minh cùng cái kia tiên đạo văn minh 10 phần giống, ngoại trừ cá biệt đại thế giới cô treo ở bên ngoài, tuyệt đại đa số người ở tại nho đạo đại lục ở bên trên. Nho đạo đại lục so tiên đạo đại lục càng rộng lớn hơn, nhân khẩu cũng nhiều hơn. Nho đạo đại lục quyền lực độ cao tập trung, chỉ có một cái trí cao vô thượng cơ cấu, phu tử viện. Phu tử viện do 6 vị tu vi cực cao các lão chung nhau quản lý, các lão phía dưới bố trí đại học sĩ, tiến sĩ, công sĩ, cử nhân, tú tài, đồng sinh. Toàn bộ nho đạo đại lục, liền do nhóm người này phân tầng quản lý, ngay ngắn rõ ràng. Nho đạo văn minh có một vị vĩnh hằng cảnh phu tử tọa chấn, cho nên giáo dục phổ cập, xã hội phát triển cũng rất nhanh, cơ hồ mỗi người tiềm lực đều bị khám phá ra. Nho đạo Đại Lục Hạch Tâm Thành Thị là Đại Đức Thành, quy mô của nó so sánh với Tiên đạo Đại Lục Thái Thanh Thành chỉ có hơn chứ không kém. Phu tử năm đó giáo hóa thiên hạ, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, môn hạ đệ tử 3000, trong đó nổi bật nhất xưng là 72 hiền. Đương thời sáu vị các lão đều là 72 hiền môn đồ, hậu đại. Tiến vào Nho đạo Đại Lục, Diệp Minh đột nhiên liền cảm nhận được một cỗ trong cõi u minh cuồn cuộn lực lượng, nó cùng loại với thiên ý, lại so thiên ý càng hòa hợp vĩ đại, cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trắng cảm giác. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thiên cực kỳ cao viễn, vô biên vô hạn. Cái này là phu tử, chúng ta đều có thể cảm thụ được. Kim Huyền Bạch nhàn nhạt, nhạt nói, hắn uy đức bao phủ toàn bộ nho đạo văn minh, chuyện gì đều không gạt được hắn con mắt. Diệp Minh sửa sang lại một chút y quan, quỳ xuống đất xá một cái, nói, mặt học hậu bối Diệp Minh, bái kiến phu tử. Vân Phong cùng Kim Huyền Bạch cũng đều cùng một chỗ bái qua, vô luận thuộc về cái nào văn minh, phu tử đều là trong lòng bọn họ vĩ đại nhân vật. Nếu nói nhân tộc có cái gì hy vọng, tuyệt đối phải dựa vào phu tử dạng này đại hiền giả. Mấy người xuất hiện địa phương là một mảnh xanh biếc ruộng. Diệp Minh thấy trong đất trồng một loại dài nhỏ cành lá gạo, liền hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì lúa, ta theo chưa từng thấy. Kim Huyền Bạch nói, đây là long huyết cây lúa, người bình thường lâu dài dùng ăn có khả năng tăng trưởng trí tuệ, tăng lên tuổi thọ, là người bình thường trúc cơ đồ tốt. Diệp Minh giật nảy cả mình, nho đạo văn minh người bình thường đều muốn ăn này trồng lúa sao? Dĩ nhiên không phải. Kim Huyền Bạch nói, nay trồng lúa giá tiền là bình thường gạo hơn vạn lần, bình thường người là không ăn nổi. Mảnh đất này phía dưới tụ linh tàng khí là phong thủy bảo địa, nếu không thì không đủ để gieo trồng long huyết cây lúa. Theo ta được biết, chỉ có tú tài trở lên nhân vật mới có thể dùng ăn long huyết mét, mà lại thống nhất do quan phương phối cho. Diệp Minh, nếu là người người có thể ăn đến long huyết gạo liền tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp tại thiên nguyên đại lục gieo trồng. Không có khả năng. Vân Phong nói, long huyết cây lúa đối khí hậu cùng hoàn cảnh yêu cầu rất cao, thiên nguyên đại lục linh khí cấp bậc không cao, nồng độ cũng thấp, căn bản không thích hợp gieo trồng. Chân chính tốt đại thế giới, đa số bị dị tộc chiếm cứ lấy, chúng ta nhân tộc 10 phần ăn thiệt thòi. Ba người đi ra ruộng lúa, phát hiện nhóm này long huyết cây lúa chung quanh liền là đại lục cùng hoang dã, mà lại cũng không người xem xong. Nhìn xem sắp thành quen long huyết cây lúa, Diệp Minh, chẳng lẽ không có người trộm cắp long huyết cây lúa sao? Kim Huyền Bạch cười nói, cái này là nho đạo văn minh giáo hóa công lao, từ 80 lão nhân, cho tới 3 tuổi tiểu nhi, đều biết trộm cắp là đáng xấu hổ hành vi, tuyệt sẽ không có người làm như vậy. Đang khi nói chuyện, một lão giả chống quải trượng từ đằng xa chậm chậm đi tới. Hắn mỗi đi nhất đoạn, liền dừng lại thở mấy ngụ, xem ra tối thiểu đến 100 tuổi, bởi vì không có tu vi gì, bởi vậy mười phần già nua. Diệp Minh nhìn thoáng qua, cũng không nghĩ nhiều, đang chuẩn bị rời đi. Lão nhân đằng sau có một quần áo sạch sẽ gọn gàng nam tử trung niên nhanh chân đi vội, hắn dừng lại hỏi lão nhân, lão trượng muốn đi đâu. Lão trượng chỉ chỉ phía trước, đi phía trước nữ nhi của ta vợ con ở mấy ngày, không xa. Nam tử trung niên, ta lưng lão trượng đoạn đường. Nói xong, liền đem lão giả cõng lên, gấp đi như bay, hướng phía phía trước đi đến thấy cảnh này diệp minh cười nói người nơi này quả nhiên thụ giáo hóa tâm địa lương thiện ba người không còn lưu lại nhảy vào trên không bay hướng đại đức thành đại đức thành không bố trí tường thành mọi người tùy ý xuất nhập điều này cũng làm cho nó càng ngày càng phồn hoa vào thành về sau diệp minh hỏi rõ bất nhị thư viện phương vị gia tốc đi tới bất nhị thư viện ở vào thành nam lân cận vùng ngoại ô từng dãy xưa cũ phòng ốc san sát nối tiếp nhau cửa vào là một cái to lớn đền thờ, thượng thư bất nhị thư viện bốn chữ. Thấy bốn chữ này, Diệp Minh đột nhiên có loại mong muốn cung bái cảm giác, hắn hoảng sợ nói, chữ này là. Lúc này, vừa lúc một vị học sinh đi ngang qua. Đối phương tuổi tác cùng Diệp Minh không sai biệt lắm, mặc áo bào xanh tử, trên mặt nụ cười, nói, đây là 72 hiền một trong nhan từ chỗ sách. Diệp Minh vội vàng xá một cái, học sinh kia lập tức đối Diệp Minh sinh ra hảo cảm nói ta xem bằng hữu không giống nho đạo đại lục người diệp minh ta là đến đây tìm thân ta đến từ thiên ngoại học sinh kia cười nói nguyên lai like là tìm thân ta gọi lục uyên là thư viện học sinh không biết ngươi muốn tìm người nào nói không chừng ta biết diệp minh nói ta tìm tần xem tiên sinh lục uyên kinh ngạc nói nguyên lai like là tần xem đại học sĩ bạn bè thân thích thất kính thất kính không khéo chính là tần xem đại học sĩ không tại thư viện Diệp Minh, ồ, không tại. Cái kia tần học sĩ hai vị học sinh hoa ngày tốt cùng Bạch Phi Phi có ở đây không? Lục Uyên nói, hoa niên đệ cùng học ủng công muội đều là thư viện nhân vật phong vân đâu. Bọn hắn cùng tần học sĩ cùng rời đi, bởi vì bọn hắn đều muốn tham gia ba năm một lần thi đỉnh. Diệp Minh nói, thông qua thi đỉnh, chẳng lẽ không phải liền là tiến sĩ rồi? Nói như vậy, hoa ngày tốt cùng Bạch Phi Phi đều là pháp thiên cấp. Lục Uyên gật đầu, đó là đó là đương nhiên, bằng không làm sao có thể đi tham gia thi đỉnh. Phu tử trong điện có phu tử tượng thần, phu tử sẽ đích thân điểm ra một giáp, nhị giáp cùng ba vị trí đầu. Đặc biệt là một giáp ba người, sư là tiến sĩ cập đệ, tên thứ nhất làm Trạng Nguyên, người thứ hai làm Bảng Nhãn, người thứ ba làm Thám Hoa. Ba người này đều lại nhận phu tử hạ xuống chúc phúc, tiền đồ vô khả hạn lượng. Diệp Minh hết sức thay cha mẹ cao hứng, liền hỏi, không biết thi đình khi nào cử hành. Đang ở cử hành a. Lục Uyên nói, ta chính là muốn đi phu tử điện bên ngoài chờ tin tức, không dường như đi. Diệp Minh liên tục đã nói, thế là ba người liền theo Lục Uyên đi tới phu tử điện. Phu tử điện ở vào Đại Đức Thành Trung ương, nó phụ cận Hàn Lâm Viện, Văn Uyên Các, Võ Anh Điện, phòng chính các loại, bên trong ở lại đều là nho đạo văn minh nhất có quyền lực người. Phu tử ngoài điện có một quảng trường khổng lồ, giờ này khác này, trên quảng trường người đông nghìn nghịt, bọn hắn phần lớn là tới xem náo nhiệt, Dĩ nhiên trong đó cũng có tham gia thi đình người bạn bè thân thích. Tất cả mọi người mong chờ lấy phu tử ngoài điện môn lâu, đã khẩn trương, vừa hy vọng sớm thấy kết quả. Diệp Minh bốn người sau khi tới, cũng chỉ có thể đi theo các loại. Không một lát, trong trời cao đột nhiên hạ xuống một trùm thần quang, rực rỡ thần thánh, trực tiếp đánh vào phu tử điện. Đám người lập tức rối loạn lên, có người kêu lên, "Phu tử Hiền Linh, đây là tại điểm Trạng Nguyên a."